Lô, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, nơi mà mình chia sẻ khá là nhiều điều về mùi hương, những câu chuyện, những kiến thức cũng như là những cái cảm nhận cá nhân của mình trong một quá trình trải nghiệm những cái mùi hương mình đang có ở đây. Và lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại recommend một sản phẩm nước hoa của nữ mà mình thấy rằng nó vô cùng xứng đáng với từng xu mà các bạn bỏ ra. Và đó là một sản phẩm đến từ những nhà nước hoa Ý mới thành lập trong năm 2021. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đó tên là gì nhá. Xe nước hoa trên tay mình đây, nó có tên là Lip Xăng của nhà One. Nhà nước hoa này thì nó mới thành lập vào năm 2021 và họ có 4 perfumer, 2 nam, 2 nữ. Các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy những cái thông tin về perfumer này ở trong cái quyển catalog mà đi kèm với cái box của chai nước hoa này. Có nghĩa là dù có rất nhiều sản phẩm nhưng mà mỗi một hộp họ đều có một cái cờ catalog để giới thiệu như thế này. Đó. Và các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rằng là cái tông màu xuyên suốt của nhà One này nó là tông màu đen. Đây là cái phần chai nước hoa nhá. Đây các bạn để dễ dàng nhìn thấy này. Đó. Còn đây là cái phần vỏ hộp này. Đấy, vỏ hộp nó còn rất là đẹp và chi tiết luôn. Đấy. Và mỗi một chai nước hoa thì ngoài cái tông màu đen ra, họ còn có những cái hình rất là nghệ thuật. Như ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là họ có một cái hình bờ môi đang cắn dở và cái chữ lip xăng màu hồng. Và đây là một mùi hương dành cho nữ. Ngoài ra thì các bạn có thể dễ dàng đọc những cái về nốt hương của chai nước hoa này ở trong cái cờ catalog này. Đây. Và bên này là những hình ảnh cũng như là những chữ ký của những perfumer. Và có một cái điều mà mình cực kỳ thích ở cái nhà One này, đó là cái phần tên của perfumer sẽ được in ở cái phần dưới của cái bìa. Đây, dễ dàng các bạn có thể nhìn thấy đó. Và đây là một cái điều mình đánh giá rất là ý nghĩa với những người làm hương. Tại vì với những cái thương hiệu lớn ấy, thì thường họ sẽ là những cái hợp đồng với nhau. Và sau khi bán công thức xong là gần như là đường ai nấy đi. Còn với những cái thương hiệu mà họ đề cao cái perfumer, tại vì với mình, ngoài cái sự thành công của mùi hương ra, các thương hiệu được nổi tiếng theo cùng, thì cái việc mà những perfumer họ cũng xứng đáng được nổi tiếng theo cùng cả những cái sản phẩm của họ, thì đây là một cái mình đánh giá rất cao về những nhà nước hoa mà họ in tên những cái perfumer ở dưới một cách rất là dễ nhìn, thậm chí là đằng sau còn cho có chữ ký. Và cái mùi hương lip xăng này là của Sojic Bocos, một trong những perfumer cũng làm vài mùi cho nhà 4711 và rất nhiều những cái thương hiệu khác, thì các bạn có thể dễ dàng xem ở trên Fragrantica hay là trên Wiki là cũng có nhá. Sản phẩm của ngày hôm nay đó chính là lip xăng, và các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó, một cái thiết kế toàn bộ là màu đen và cái phần tem này là cái phần tem màu hồng, cũng như là nó in cái một cái hình ảnh khá là nghệ thuật ở trên cái phần tem, đó là một bờ môi cắn dở và có chữ lip xăng. Nhưng mà có một cái điều mà mình không thích ở cái chai nước hoa này, đó là cái phần tem này nó hoàn toàn có thể bóc ra được. Nó có vẻ có độ hoàn thiện hơi kém. Và thêm một cái nữa, đó là cái phần nắp này. Các bạn nhìn nó cũng, cái phần vòi và cả cái phần nắp nó cũng hơi fail một tí. Đây là một cái điều mình khá đáng buồn. Nhiều khi mình rút nó còn bay cả cái nhựa ở trong ra. Thì riêng về cái mặt hoàn thiện về ngoại hình, nó thật là tôi không thấy ok cho lắm. Nhưng mà với một cái mức giá nó đang cũng khá là rẻ ở trên thị trường thì lip xăng nó vẫn gọi là tạm chấp nhận được. Tại vì cái concept là cũng như là những cái tờ catalog này nó gỡ lại điểm cho cái phần thiết kế chai khá là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần quan trọng nhất là về phần mùi hương. Tại vì lâu lắm rồi tôi không làm review nước hoa của nữ. Tôi xin lỗi, tại vì nó thật là tôi cũng có phần ưu tiên với anh em khá nhiều. Nhưng mà với cái mùi hương này thì tôi có xịt xong, tôi có trải nghiệm xong và tôi nghĩ rằng là tôi phải giới thiệu đến các bạn nữ ngay lập tức. Để nhỡ đâu trong thời gian tới thì tôi đi ra đường tôi lại được ngửi thấy. Và biết đâu, đó là một cái mùi hương tạo trend thì làm sao, đúng không? Mùi hương của lip xăng của nhà One này khi mà các bạn xịt ra và các bạn ngửi ở trên vòi, nó rất là khác nhau. Nếu như ngửi ở đầu vòi như thế này,
các bạn đưa lên thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi khá ngọt, và cái nét ngọt này các bạn sẽ phải hơi dè chừng một tí. Các bạn sẽ đưa ra một câu hỏi rằng không biết liệu nó xịt ra thì nó có ngọt hơn không, nhưng mà khi mùi hương này chạm lên da thì nó lại là một cảm nhận hoàn toàn khác. Lip xăng khi mà vừa mới dính lên da mình, các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi sô-cô-la đắng rất là rõ. Cái nét đắng ở đây nó quyện với cái nét ngọt của đường. Nhưng mà cái loại đường ở đây ấy, thì nó được làm mình có cảm giác là đến từ những cái loại nước ép trái cây mơ đào, chứ không phải là thuần mía quá là nhiều bị kiểu khô cháy. Mà đây nó rất là tươi, nó làm mình liên tưởng tới một viên sô-cô-la đen. Và cái viên này nó có một cái vỏ bọc màu đen, cũng như là nó rất là trơn cũng như là mượt, mà các bạn cầm vào các bạn rất là thích và kiểu dễ chịu ở tay, kiểu nó xịn sò chứ không phải là như những cái viên sô-cô-la rẻ tiền. Dần dần ở trên da thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét ngọt và đắng nó hòa quyện vào nhau. Lúc này mùi hương nó thêm phần nữ tính bởi sự xuất hiện, mình đoán là từ hoa hồng. Tại vì nó làm cho cái mùi hương cực kỳ mềm mại và kiểu ngửi một phát thôi kiểu thích ngay. Cái nét hoa hồng ở đây có cảm giác như kiểu là cái bà Sojik Pekop ấy. Đây, bà Sojik Pekop này, bà đang đứng trước một cái bông hoa, bà cầm một cái chổi lau và bà chấm vào cái nước đường ngọt và bà quét lên những cái cánh bông hoa hồng vậy. Và lúc này thì nó tạo ra một cái mùi ngọt rất là kiểu ma mị và rất là kiểu hấp dẫn ấy. Nó khiến cho mình kiểu cứ đưa tay lên ngửi mãi. Và mình cũng có cho khá là nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ, kể cả một vài người nam, nhưng mà nam là kiểu giới tính thứ ba, các bạn ngửi mùi hương này các bạn kiểu thích ngay lập tức. Và đặc tôi trước khi mà tôi lên video này thì tôi đã chốt được cho vài người lấy mùi hương này về để xịt rồi đó. Và sau đó thì mùi hương này nó cứ nhẹ nhàng ở dần trên da, nó làm mình liên tưởng thực sự đến cái hình ảnh ở trong cái phần Cacao, đó chính là cái bờ môi còn đang căng hồng, xong rồi tô một chút son đỏ, và trên những cái khóe môi ấy, nó vẫn còn vương vấn một chút sô-cô-la đắng đắng nhẹ. Kiểu cô gái đây vừa mới vụng trộm đã cắn một chút sô-cô-la khi mà mọi người không để ý. Và kiểu cái concept này, từ phần mùi cho đến kể cả phần hình ảnh ấy, tôi có cảm giác là nó sinh ra để dành cho nhau, hoặc là họ làm một cái hình thức kiểu ám thị ấy. Có nghĩa là mình cầm cái catalog, mình cầm cái hộp, mình nhìn xong rồi mình xịt mùi hương này, cảm giác nó rất là match với nhau ấy, nó sinh ra là dành cho nhau ấy. Là khi mà tôi xịt cái mùi hương này, kiểu tôi nghĩ trong đầu là đấy là một cô gái bờ môi cực kỳ căng mọng, và cô ta kiểu chỉ trực chờ ai đó để liếm hộ, hay là kiểu để hôn làm sạch cái bờ môi còn đang dính sô-cô-la của cô ấy. Eo ơi, kiểu người siêu siêu nữ tính và siêu siêu kiểu đáng yêu luôn ấy. Và những gì lip xăng để lại trên da mình, nó là một cái mùi hương vô cùng nữ tính, kiểu một người phụ nữ hiền dịu, xong rồi có một cái chút gì đó kiểu gọi là xinh đẹp khi mà cô ý sử dụng những cái son để đi vào những ngày tiệc ấy. Bờ môi đỏ căng mọng nổi bật ở trên một cái khuôn mặt kiểu trắng, trắng hồng. Và cái mùi hương này tôi nói thật là nó xứng đáng tới từng đồng mà các bạn bỏ ra. Nếu mà các bạn hỏi mình là mùi hương này nó có phải là một trong những cái mùi hương hay ho không, thì với mình lip xăng nó lại không có sự biến chuyển quá là nhiều. Lip xăng ở đây nó đúng kiểu một bờ môi của một cô gái chưa kiểu hôn ai cả. Cô gái ở đây còn chưa bị kiểu ăn uống, hay là kiểu bị nhòe lên, hay là cô ý chỉ có thể làm những cái lớp son này nó mờ đi nếu như có anh chàng nào đó đến hôn, hoặc là cô ý cố tình tẩy trang đi thôi. Còn mùi hương này gần như từ đầu đến cuối nó không biến chuyển quá là nhiều để các bạn thấy là nó có sự hụt hẫng. Tóm lại là bạn thích cái top note của em nó thì bạn chắc chắn rằng là về sau bạn sẽ càng ngày càng yêu em nó hơn. Còn với những người chơi thì cá nhân mình sẽ thấy rằng là các bạn sẽ có một cái xu hướng là dễ chán mùi hương này. Nhưng mà với mình thì với mức tầm tiền như vậy và phục vụ một cái phân khúc gọi là dành cho những người trẻ, những người không có quá nhiều tiền, thì đây vẫn là một sản phẩm quá ok để đi hẹn hò buổi tối. Và với một cái mùi hương cũng như là cái hình ảnh mà mình vừa đưa tới khi mà mình trải nghiệm mùi hương này cho các bạn, thì các bạn có thể dễ dàng hình dung ra cái kiểu hình ảnh của người phụ nữ sử dụng mùi hương này như nào. Chỉ đơn giản rằng là cô gái ở đây là một cô gái rất là nhẹ nhàng, hiền dịu và vô cùng nữ tính. Điều đó nó cũng không đồng nghĩa với cái việc là những bạn cá tính thì không xài được nha. Mình chỉ nghĩ rằng là các bạn ấy sẽ nổi bật nhất khi mà các bạn có một cái bờ môi căng mọng, và cái mùi hương ngọt ngào này nó sẽ làm gia tăng cái sự nữ tính hơn. Còn nếu như là bạn mặc một cái chiếc váy đỏ ôm sát
một mái tóc hơi xoăn bồng bềnh kiểu màu nâu nhẹ, xong rồi các bạn xịt một gương này kiểu nữ tính, kiểu quyến rũ, thì mình nghĩ là đây là một cái điểm cộng, chắc là để đạt đến một cái mức tối đa của một cái hình ảnh của người phụ nữ kiểu gọi là hấp dẫn. Tôi ít khi dùng từ này, nhưng mà thực sự đây là một cái mùi hương mà khiến tôi kiểu dạo dực, xong rồi nó khiến tôi kiểu nghĩ tới một cái hình ảnh người phụ nữ mà tôi nhìn phát là tôi kiểu chết mê ngay lập tức ấy. Cái tuýp người phụ nữ kiểu thân hình mảnh mai, xong rồi tóc bồng bềnh, mặc váy ôm sát body, không body là còn chuẩn nữa, xịt tô một cái làm tí son đỏ, xong rồi cô ấy ngồi nhâm nhi trông kiểu sang chảnh vãi. Nghĩ thôi dùng hết của mình thôi, bỏ, không lại có những suy nghĩ xấu xa. Về cái phần hiệu năng thì lip xăng ở trên da mình nó lưu được khoảng tầm trung bình tầm 7 đến 8 giờ, và độ tỏa hương của nó thì khá là tốt, nhưng mà nó không bị quá là dày ở trong cái không khí, cái kiểu cái độ tỏa ấy, nó không quá là dày mà nó vẫn là khá là xa, tại vì mình có xịt và kể cả những người chơi cùng mình xịt cái mùi hương đấy, thì một cái mùi mình nhận được khi mà mình ngồi xa nhau, như kiểu là mình với cái máy này nó đang cách nhau khoảng tầm quanh tầm 1 mét, thì mình vẫn ngửi thấy mùi hương này rất là rõ rệt và nó vô cùng là dễ chịu. Nên là về cái hiệu năng thì mình nghĩ là các bạn có thể hoàn toàn đáp ứng trong cái việc đi hẹn hò, đi chơi, nó vẫn sẽ gây ấn tượng, không đến nỗi là kiểu phải cầm cái khăn nó quăng như kiểu là các bạn đang bắt một con mồi nào đấy, thì không đến mức như vậy. Mùi hương này các bạn chỉ cần cử động nhẹ thôi là các bạn hoàn toàn có thể khiến người khác ngửi được, với khoảng tầm 3 đến 4 shot khi các bạn sử dụng đó là ok nhất. Vâng, xem đến đây rồi mà vẫn hỏi là em có nên mua mùi hương này không, thì mình nghĩ là đang có khá là nhiều bạn đi inbox xem là chỗ nào bán, tại vì mình cũng không biết là khi mà lên video này thì bên Bờ Lăng nó có hàng hay không, tại vì hiện tại khi video lên sóng thì ở Việt Nam chắc là loanh quanh khoảng tầm 5-10 chai không nhiều, và nó đã bán hết sạch rồi, không còn nhiều nơi còn nữa. Còn nếu mà nó may mắn Bờ Lăng có về kịp khi video lên sóng thì các bạn cũng có thể mua để thử trải nghiệm xem và bình luận ở phía dưới. Còn nếu mà ông nào đã xem một vài cái bài đăng ở trên nền tảng Facebook của tôi rồi thì các ông cũng có thể bình luận cái cảm nhận của ông về mùi hương này, hay là các bạn nữ nào các bạn chia sẻ giúp mình ở phía dưới để cho mọi người có nhiều cái nhìn mới hơn. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như ở bấm nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.